Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin EVN thòng lọng thít cổ nền kinh tế, giờ đến lúc thịt ổ EVN. Có thể nói doanh nghiệp nhà nước được bảo chính quyền bảo vệ bằng hình thức độc quyền đang đi vào thời kỳ phá hoại khủng khiếp. Ngành điện của Việt Nam đang tàn phá hai đầu. Một đầu là chính EVN đang giết chết ngành năng lượng sạch và ưu tiên cho điện than. Đầu kia cũng chính EVN gây ra cảnh khan hiếm điện nghiêm trọng trên toàn quốc, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống dân sinh và hoạt động kinh tế sản xuất của Việt Nam. Vì được cưng chiều quá mức nên dường như EVN không còn biết họ có trách nhiệm đảm bảo an ninh năng lượng cho nền kinh tế. EVN liên tục than lỗ và đòi tăng giá điện, trong khi đó các công ty con có hàng chục ngàn tỷ gửi ngân hàng. Điều này cho thấy EVN đang tư túi hơn là thực hiện trách nhiệm đảm bảo nguồn điện cho nền kinh tế của đất nước. Vấn đề này đã được dư luận xã hội phản ánh bao nhiêu năm nay, nhưng không hiểu sao Đảng Cộng sản không chấn chỉnh. EVN gây tác hại khủng khiếp cho nền kinh tế của Việt Nam. Cái gọi là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một thứ thể chế kinh tế lai căng, cố giữ lại những tàn dư của nền kinh tế tập trung bao cấp. Trong thời gian bao cấp, kinh tế quốc doanh và kinh tế hợp tác xã do nhà nước quản lý và những doanh nghiệp quốc doanh độc quyền tất cả các mặt hàng. Các nước dân chủ đã tìm cách đưa luật chống độc quyền vào hệ thống luật pháp của mình để tránh cho nền kinh tế bị thoái hóa do tình trạng độc quyền gây ra. Nhờ đó mà nền kinh tế của họ mới phát triển lên được. Vậy mà Đảng Cộng sản đã đi mót lại tàn dư tệ hại nhất của nền kinh tế tư bản hoang dã, đem áp dụng vào Việt Nam. Cho tới nay, người dân Việt Nam đã và đang gánh quá nhiều hậu quả từ nền kinh tế độc quyền của Đảng Cộng sản. EVN đã và đang vỗ béo rất nhiều quan chức của ngành điện. Hiện nay, ông nhọt EVN đã đến lúc phải giải phẫu. Mới đây, đồng loạt các tờ báo quốc doanh đã lên tiếng về sai phạm của EVN. Điều này cho thấy đang có tín hiệu từ Trung ương, mà đặc biệt là từ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Được biết, EVN trực thuộc Bộ Công Thương quản lý, cho nên cũng thuộc quyền quản lý của chính phủ. Những dây mờ, rễ má của doanh nghiệp này kéo dài từ thời ông Nguyễn Tấn Dũng đến ông Nguyễn Xuân Phúc và một phần của nhiệm kỳ ông Phạm Minh Chính. Ông Dương Quang Thành đã phải tháo chạy từ ngày 1 tháng 5. Như vậy, từ đầu năm 2022 cho đến nay, trong chính sách của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang nổi lên nhiều đại án lớn. Thứ nhất là Việt Á, thứ nhì là chuyến bay giải cứu, thứ ba là vụ IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thứ tư là vụ cục đăng kiểm và rất có khả năng giờ đây sẽ có thêm đại án EVN. Thực tế, muốn loại bỏ tiêu cực ngành điện thì trước hết phải xóa bỏ cơ chế độc quyền dành riêng cho EVN. Tuy nhiên, việc phát động chiến dịch đánh vào EVN kỳ này có vẻ như là do đấu đá nội bộ của Đảng Cộng sản. Nhóm không ăn đang đánh nhóm ăn đậm. Nếu thật tình muốn cho nền kinh tế đất nước không bị gặp khó vì thiếu điện, thì cần phải loại bỏ vai trò độc quyền của EVN, rồi sau đó mới hốt những quan chức ngành điện nhúng chàm để mà trừng trị. Nhiều tờ báo đồng loạt đánh nhóm lợi ích EVN. Trò chơi chính trị là những trò trí trá, mị dân. Đảng Cộng sản là một đảng bảo thủ, tham lam, nên nó không bao giờ chịu thay đổi thể chế chính trị, mặc dù nó đã hoàn toàn mục nát. Ngoài việc không chịu thay đổi thể chế chính trị, thì Đảng Cộng sản cũng rất ù lì, không chịu thay đổi thể chế kinh tế. Bởi họ không dám thực hiện thay đổi, vì họ biết năng lực quản lý đất nước cũng như quản lý ngành của Cộng sản rất tệ. Người ta cũng từng nói những gì Cộng sản không quản được thì họ sẽ cấm tiệt. Họ cấm vì họ bảo thủ, họ cấm vì họ biết họ không có năng lực. Với đất nước 100 triệu dân giờ đây, Đảng Cộng sản đang bộc lộ sự bất lực của họ. Nếu rời khỏi cây súng, Đảng Cộng sản không biết làm gì để ổn định lòng dân. Và thực tế, họ vẫn quyết duy trì bạo lực với dân, dù lúc này đã là thời kỳ của hội nhập. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình với bản tin EVN thòng lọng thít cổ nền kinh tế, giờ đến lúc thịt ổ EVN. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng và tham nhũng là hai mặt của một đồng tiền. Trước đây, khi còn làm Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Sinh Hùng có phát biểu làm dậy sóng mạng xã hội khi đó. Ông nói rằng, sai thì phải sửa, làm 10 việc tốt cũng có thể có một việc sai, nếu cách trước hết thì lấy ai làm việc. Cứ nói theo quy định của pháp luật, nhưng pháp luật cũng có cái đạo đức, cứ dẹp đi là bầu không kịp. Thực ra mà nói thì việc làm tốt là trách nhiệm của quan chức, họ được dân trả lương để mà làm việc, phục vụ nhân dân, thì họ phải làm việc cho tốt chứ. Chứ không phải làm việc tốt là kể công như Nguyễn Xuân Hùng đã nói. Và tất nhiên nếu họ làm việc xấu thì phải trừng trị. Nếu con người có ý thức với tinh thần thượng tôn pháp luật thì không được có tư tưởng như vậy là lấy công chuộc tội. Ông Nguyễn Sinh Hùng, cựu Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam, người từng nói nếu cách trước hết thì lấy ai làm việc. Cách đây 10 năm, ông Nguyễn Sinh Hùng xác định là nếu cách trước hết thì lấy ai làm việc, nghĩa là ông ngầm thừa nhận đã là cán bộ thì có sai phạm. Thực ra không chỉ ông Nguyễn Sinh Hùng hiểu như thế mà người dân Việt Nam cũng biết cộng sản và tham nhũng chỉ là hai mặt của một đồng tiền. Hễ là cộng sản thì sẽ tham nhũng nếu có cơ hội, với đồng lương chết đói, nhưng quan chức vẫn cứ xây biệt phủ, sắm ô tô, xây lâu đài, cho con cháu đi du học nước ngoài, mang tiền gửi ngoại quốc. Thì rõ ràng là tham nhũng đã tràn lan, vấn đề là ông Trọng có bắt được hay không mà thôi. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2022, tại buổi họp tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu rằng không thích thú gì việc kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót, nhưng buộc phải làm. Ông cũng trả lời câu hỏi kỷ luật nhiều cán bộ như vậy thì lấy ai làm việc đây? Nghĩa là ông Trọng thừa nhận, ông mạnh tay thì không còn ai làm việc, hay nói rõ hơn, ai cũng dính chàm. Thực ra, từ tứ tự trụ trở xuống, ai cũng hiểu điều đó, ai cũng dừng chức để làm giàu, đã không khui thì thôi, còn khui thì không ai thoát cả. Thực ra những thứ tư tưởng Hồ Chí Minh hay chủ nghĩa Mác Lênin chỉ là vật trang trí để vẽ lên mặt nạ cho chế độ. Chứ này chẳng còn ai tin vào những thứ đó. Mục đích duy nhất của quan chức cộng sản là tiền, moi càng nhiều càng tốt. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng từng nói kỷ luật nhiều cán bộ như vậy thì lấy ai để làm việc. Cho tới nay đã hơn 20 năm, Đảng Cộng sản phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương của đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng rồi có quan chức nào có đạo đức đâu? Có người cho rằng đã là người cộng sản thì không thể có đạo đức được. Họ thích chiếm dụng nhưng lại sợ trách nhiệm. Với cán bộ hàng tháng nhận những đồng lương chết đói như vậy và không làm gì nghề khác mà vẫn giàu sụ thì làm sao có đạo đức cho được? Ông Phú Trọng là người đứng đầu đảng, ông Trọng dù có muốn làm trong sạch đảng thì cũng bất lực. Nếu thật sự làm trong sạch thì đảng cũng bay màu, bởi lúc đó còn ai làm việc đâu. Cho nên, việc chống tham nhũng mới chỉ là công việc dã tràng, xe cát. Cái được duy nhất trong chiến dịch chống tham nhũng là cái danh trông trọng mà thôi. Lớp thay thế những cán bộ bị trừng trị có khi còn ăn bạo hơn những lớp trước. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng kiểu gì mà trước đây quan chức chỉ xây được biệt phủ. Giờ đây họ đã xây được cả lâu đài to lớn. Có người nhận xét mỉa mai rằng ông Trọng mà tiếp tục chống tham nhũng nữa thì cuối cùng quan chức sẽ xây cung điện riêng cho mình. Một chế độ ăn của dân không chừa một thứ gì. Ngồi vào ghế là có cơ hội bòn rút. Đảng đã tạo ra cơ chế đầy lỗ hổng để quan chức làm giàu. Điều đó có nghĩa là Đảng trao cho quan chức mỏ khai thác tiền để vào túi tư, và chỉ có trao cho quan chức thứ này thì quan chức mới quyết trung thành với Đảng đến cùng. Còn dùng Mác Lênin hay tư tưởng Hồ Chí Minh làm môi nhử thì chẳng ai thèm theo cả. Người cộng sản cũng rất yêu Bác Hồ, nhưng mà là Bác Hồ trên tờ tiền Việt Nam, chứ không phải là Bác Hồ đã tạo ra chế độ này. Không có tham nhũng, Đảng không thể
có lực lượng trung thành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Đảng và tham nhũng là hai mặt của một đồng tiền. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de